cô chú này, anh chị và các bạn luôn nha. Rồi bây giờ là vừa tạnh mưa xong, mưa từ hôm kia là mưa lâm dâm rồi, xong tới ngày hôm qua là mưa nguyên ngày hôm qua luôn. Nên là bữa nay nước á, ở trên đập trên hồ rồi nó xả xuống sông nhỏ nhỏ rất là nhiều, gần đầy luôn rồi. Để Thảo đi ra ngoài, Thảo quay cho cả nhà coi nha. Đèn lọt xuống là trôi đầu đi luôn bây giờ. Bố à, thấy cả nhà thấy không, nó gần đầy rồi mà không biết là nó còn xả nữa hay không, nhưng mà nó tầm 1 mét nữa là sẽ đầy ngập trên đây luôn, riêng con sông đầy nước. Đi vô trong đây Thảo cho cả nhà coi cái ao nhà Thảo. Mới sáng dậy thì Thảo đâu có biết gì đâu, cái ba vô ba kêu nước nó xả lũ rồi, hết hồn luôn. Nãy ba Thảo nói là có con cá trê nó bự lắm, cái nó bò lên trên đất nè mà bắt không có được. Nước trong ao nhà Thảo thì cũng gần ngập rồi, còn tầm cỡ 30-50 sen nữa là sẽ ngập lên luôn. Cá trong đây chắc đi hết rồi, mưa to quá ngập hết luôn. Rồi bây giờ nó còn đang âm u, không biết là nó có gọi là nó có mưa lại nữa hay không nữa. Nhìn trời em mưu là sợ rồi. Đây bên này là đang thi công xây dựng một cái trại để mà để xe á, do mưa quá nên làm lâu chưa xong nữa. Nhà chiều nữa cũng bu không, tắm cho đã rồi ra ngoài đất ngoài cát rồi nằm nè đó. Rồi hỏi sao giờ bu đó, kêu nó nằm trơ đó ra luôn. Cái chuông báo thức nhà Thảo đây nè, la gì dữ à. Cái mỏ của nó mó mổ cái gì á đó, đó cả nhà thấy không, nó bị bể hết miếng mỏ rồi, không biết nó có mọc lại được không. Nhìn mặt ngáo. Chào bé, chào buổi sáng. Thấy bên kia không, nó đang đứng, nó đứng nó không gió đó, đẹp chưa. Bao nhiêu con ta, 2, 4, 6, 8, nhiều quá, chắc tầm 20 con á. Giờ sẽ đi thăm. Trời ơi, Thảo đứng sơ là thấy nó đang ngóng chuyện rồi đó. Ngóng cái gì con? Hai bả đi đâu cũng ôm hết á. Wow. Đầy cỏ luôn. Mưa có mấy bữa mà đầy cỏ luôn. Ý, quả cóc nhà Thảo nó to rồi. Đã ghê luôn. Cái chùm cóc nè. Trời ơi, nó to ghê luôn á. Hôm bữa nó có chút xíu à. Đây, thêm một cái chùm bông. Đó, một cái chùm bông. Mà không biết nó có đậu hay không. Bên kia cũng quá trời luôn. Đó, thấy chưa. Đã. Bên này thì có gì ta quên mất tiêu rồi. Khoai mì, ba trồng nguyên một dây. Mấy cây ở trên kia kìa. Đó, nhà có thấy mấy cây ớt không? Để Thảo qua Thảo hái thử nha. Nó chín rồi, nó chín rất là nhiều. Mà ớt mà nó ngập nước một cái là nó sẽ chết, nó dễ bị chết lắm. Ớt nhà Thảo chín hết rồi nè. Đây, trái hơi nhỏ thôi chứ mà cũng chất lượng lắm á. Đợi két cái vô. Này, ớt đỏ chín hết rồi.
hái vô mấy trái cái gì để đâm mắm đồ. Không biết là nó có sống sót qua đêm mưa không. Sao mà thấy nó ngập nước rồi hết rồi. Đi được hết. Có không? Bắt cá, bắt cá, bắt cá. Đâu? Wow. Khả năng là trên đó nó đi rồi. Một con. Đâu 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 đâu. Nè, dưới chân mày nè. À, em thấy vàng vàng rồi nè. Anh tán. Đó đó, thấy vàng vàng không? Vàng vàng đó. Có mấy con à, đi hết rồi. Ui, tôi to cái ta. Dạ chiều nay có món cá ăn. Đâu đâu. Đây, ở dưới đây có một con cá. Bên kia cũng có một con. Lấy vợt. Anh Hùng lấy vợt bắt cá. Coi à, ướt hết bà ơi. Đi vô nhà bà ơi. Nói quá. Kệ tôi. Làm biếng. Đó đó. Nó chạy đó. Wow. Sảy nữa. Hai con luôn. Từ từ thôi anh. Từ từ thôi. Bữa tối hôm nay đó. Từ từ thôi. Qua đây rồi nè. Coi chừng nó chạy. Ở đây không có đi đâu đâu. Ô ô ô ô. Bác ơi bác ơi. Rồi xong một em. Bạch tạng. Bạch tạng. Lát rồi nè. Thêm con nữa phải không? Con vàng vàng nữa. Phải không? Bắt cá. Ui ui ui, nó nổi lên bờ để chạy. Phải chưa? Được không? Ô bà này bá lanh không bà kia. Ôi da lúng quá. Xích mơ cọp bà đứng bà chờ kìa. Bà cọp bà đứng bà chờ. Biển nước. Ây da chuối. Chuối này tốt ăn được rồi nè. Đi vô nhà. Thế là bắt được hai con cá. Điên. Sao phá quá vậy. Lội nước mà ướt nhe ướt nhẹp gì nè. Chịu nổi không. Đi vô nhà. Anh. Ôi da, bà tẹn chập bá luôn. Cá này hiếm á. Nhà mình á. Bán mấy chục triệu con lận. Bán nha anh. Bán gì anh mà. Bán đi. To. Đi vô nhà rộng. Ê da. Hàng hiếm, hàng hiếm. Cá bạch tạng. Nó rộng ở đây đi. Trưa nay anh hai Thảo sẽ nấu cho cả nhà ăn. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ trổ tài nấu cá đồng. Nấu món gì anh? Hồi nãy mới Thảo cắt cà nữa. Em cắt á. Cá đồng đừng có nấu cà chứ. Không nấu cà. Nấu khế, với là nếu có mì sống thì càng tốt. Còn không có mì sống thì mì chín thì được, nhưng mà đừng có nấu cà. Mì sống là mì non hả anh? Mì sống là mì già chứ. Mì già. Lâu rồi mới thấy hình bóng anh trong bếp ha. Nghĩ sao rồi. Mình nấu ăn rồi năm 12 tuổi, mình nấu tới 20 mấy tuổi luôn. Mọi người bây giờ mình nấu riết hồi mình ớn quá, mình giao nhiệm vụ cho mấy đứa em mới nấu hết chứ.
12 tuổi nấu ăn giặt đồ. Tới năm 20 tuổi đi làm. 8 năm nấu ăn kinh nghiệm giặt đồ. Cái Thảo hồi đó ẩm nách mà ẩm mà đi gì nè. Ẩm nách nó mà đi gì nè. Anh biết em có mấy đứa em không? Mấy đứa? 4 đứa. Có ẩm không? Em hơn anh đó. Tất nhiên ẩm xong mà ẩm từ đứa kề em đi đến nước Úc luôn. Nấu ăn giặt đồ lớp 5 là đã bắt nấu ăn giặt đồ còn kiếm tiền nữa. Hồi đó một khoe khoang. Đèo nách luôn rồi. Đó, ở đó một khoe khoang. Cái gì lớp 5 giặt đồ kiếm tiền nữa không? Gớm vậy? Ừ. Ui, nó bốc khói lên. Mình sẽ tàu cá đứng nha. Ủa anh, cá bạch tạng ăn có sao không? Cái gì? Cá bạch tạng ăn có sao không? Ăn bò như sao? Tao trước rồi bác dớt ra ngoài. Lớp 5 mà kiếm tiền rồi hả? Ừ. Ngày xưa anh lớp 5 anh cũng kiếm tiền vậy. Anh kiếm gì? Anh đi làm dinh dưỡng. Ừ, em cũng làm dinh dưỡng á. Đi qua đi làm dinh dưỡng với đi móc lúa rồi. Còn bữa nào móc ít quá mình lũi vô trong cái đám ruộng người ta mình móc luôn các bạn. Ừ, tao cá. Tao cho nó thêm xăng thôi. Anh biết em bắt cá ở đâu không? Bắt ở đâu rồi? Bắt ở trên đám bầu á anh ạ. Ủa nó móc quá, nó ngồi ở đó. Xả lũ á, cái nước nó dâng lên á. Xong nó chạy vô trong đám cỏ, lũi vô đám bầu luôn. Tao để cho nó thơm thôi nha, chứ không phải là tao để cho trứng nha, rồi rớt ra hoài là hoài lại. Để cho nó sang lát mình nó khỏi tanh thôi. Đó, bỏ cho mị tao cho nó khỏi tanh, nó sang mặt. Đi mùi cháy cháy nha. Bỏ cho mị mắm vô lộn đi nghe. Với hành vô đây. Mi hành. Nấu cá đồng thì nó không có màu, nó không có lên màu gì hết. Nó lên cái màu kiểu đục đục, nước đục đục nhưng mà nó chất. Nó cái đặc điểm của nấu cá đồng là nó không có lên màu đỏ, nó sẽ lên màu nước đục, như nước cơm vậy á. Nước bò gạo hả anh? Ừ, còn mà mình nấu cá biển á thì nó sẽ lên màu đỏ, rồi mình bỏ cà chua nó sẽ lên màu đỏ. Cá trê nấu cái cây chuối anh ạ. Cây chuối ăn cũng ngon lắm á. Cây chuối nè. Cây chuối với còn này là bắp chuối. Với lại cái này nó sẽ lên màu này. Cây chuối với lại cái chuối này nấu nó sẽ lên màu rất là đẹp. Chuối hồ. Này mình chỉ làm tươi cũng được. Bỏ vô mình ăn nguyên trái cũng được. Em ăn cây chuối em chưa ăn trái chuối lần nào không? Cái cây chuối xứ rồi mình nấu chua ăn cũng ngon lắm mọi người. Ủa lát mình có dầm khế ra không anh? Khế cắt vậy rồi còn chi dầm nữa? Không dầm lấy nước không? Nó ra nước rồi, còn mà mình lấy nước thì mình để nguyên trái cắt làm bốn. Là mình lấy nước, sau mình bỏ sát. Còn cắt vậy, đáng lý là phải để lại một hai trái gì đó. Nhưng mà khỏi gì cũng được. Ăn cắt vậy ăn luôn cũng được, ăn luôn khế luôn cũng được. Ăn khế luôn. Khế đã chua lắm nha. Khế chua nó nấu canh vậy. Nước sôi rồi nè Thảo này, thấy không? Nè, coi nè. Cho tất cả nhà xem nè. Đấy, nước nó sôi như thế này ha. Nó sôi thế này là có nghĩa là nó đã thấm cái chất chua của cái khế ra rồi. Thấy cái nước nó khác không? Rồi mình bỏ cá vô. Dạ. Mình bỏ cá vô khi nào mà nó sôi thêm một lần nữa. Nó sôi thêm một lần nữa mình bỏ mấy trái chuối này vô nè. Đó, mình bỏ mấy trái chuối vô. Khi nào mà nó sôi một lần nữa. Chuẩn bị nhắc xuống á là mình bỏ cái này vô với bỏ đồ nêm, bỏ nêm bột ngọt rồi vô, đường mắm rồi vô, rồi xong nhắc xuống rồi hả? Nhắc xuống ăn luôn là mình bỏ vô là mình nhắc xuống á, tại mình mà để nó sau lần nữa là cái này nó xìu á. Em đang làm gì á? Ui để buổi chiều cái này hấp lên hả chị? Sốt lên kiểu như mình kho riêng á. À kho hấp dẫn người ta. Chiều nay chị nấu chè ăn nha. Rồi, chiều nay sẽ có món chè để ăn. Giờ chờ 5 phút nữa nó sẽ bùng lại, mình bỏ chuối vô. Rồi. Chín rồi thấy không Thảo? Đó, con cá là thấy con cá nó chín rồi thấy không? Vậy là ok rồi đó. Cái đáng lý là cái chuối này là phải cắt ra làm tư.
rồi ngâm nước muối nó không bị đen. Thấy đen không? Là mình không ngâm nước muối á, là bây giờ canh cho chuối nó chín rồi đúng không? Chuối phải chín nha. Đó. Bây giờ mình đem lại, nãy mình bỏ đó mắm một ngọt đường rồi, bây giờ mình đem lại thử vừa ăn nha. Nếu không vừa ăn mình sẽ đem trước, đem tiếp. Ừ, nó đúng cái màu nó đục luôn á. Vừa ăn rồi. Nè em coi nè. Coi học hỏi nè, thấy không? Màu đục là. Ủa là... anh tẩy nguyên trái chuối luôn hả? Màu đục là cái đó là đúng mới đúng gọi là tại gì ta? Canh chua cá đồng. Còn màu đỏ là canh chua cá biển nha các bạn. Đỏ là canh chua cá biển do có cà chua. Có cà chua nó đỏ. Còn cá đồng thì nhiều khi mình chỉ có khế thôi. Khế với mì sống là nó sẽ mì sống nó sẽ tạo ra một cái màu đục đục nữa. Nó đẹp hơn, nhưng mà không có mì sống thì mình lấy mì chín. Rồi bỏ mấy thứ này vô. Ủa nãy quên hai cái chuối còn sót lại ta. Bỏ mấy cái này vô mà tắt bếp đi, chứ mình để bếp mình ấy. Nó sẽ bấy. Vàng lắm. Rau hết. Bây giờ dọn chén làm một chiếc mắm ớt thiệt là cay. Ăn cơm luôn. Ờ ăn cơm luôn, cái đồng mà mình để nguội nó sẽ tanh. Đó. Xong rồi. Wow. Đó, thấy chưa? Phải có lá ế vô nó mới thơm. Hấp dẫn luôn. Được không? Phải có lá ế vô nữa. Rồi. Ăn cơm. Rồi, chín rồi. Ok. Ui da, cả nhà thấy là nước nó đục đục mà nó kiểu mà nó đục mà kiểu nó hồng hồng, thấy không hả? Giờ bỏ bắp chuối vô vào mà. Nó đục là do chuối sứ trái, còn nó hồng là cũng là do cái bắp chuối á. Nhìn ngon. Cái bắp chuối nó hồng. Vừa ăn chưa anh? Vừa nãy anh ăn vừa. Ồ, như thấy sao? Ui da. Nóng. Kinh nghiệm 8 năm nấu ăn còn phải đơn giản rồi. 8 năm nấu ăn. Còn con gái thì chắc 12 tuổi là tán gái rồi. Ủa sao anh chở cho em lớp 2? Lớp 2 là chưa, lớp 2 chưa tính, nó thích đồ thôi. Còn nếu mà tán chân chưa? Lớp 2 nó thích đồ. Còn mà nắm tay nắm chân hay là tán gái chuyên nghiệp là 12 tuổi. Lúc đó là vô chuyên nghiệp luôn các bạn. Ừ, bản năng luôn, không cần sư phụ hết á. Không cần ai vậy. Ui trời ơi. Cá trê. Ồ, nhìn cái gì cá trê nè. Trời ơi. Không biết thịt nó bở hay là nó chắc ta. Ồ, đầy quá anh. Tràn. Nào. Để em ra mời ba vô cơm. Mời ba mẹ ăn, mời chị ăn cơm. Mời ba ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi 12 giờ. Thưởng thức cái món canh chua em đi. Em miếng cá trước nè. Cá bạch tạng. Cá bạch tạng. Nhìn đẻ nha. Mời cả nhà. Em thử đi. Thử nước đi. Cá ngọt rồi đó. Thử nước à. Súp nè. Sao nước đầy quá vậy? Thử miếng nước này. Sao? Ủa sao? Đây có chút xíu mà đây cũng chút xíu vậy. Anh biết màu không anh? Hả? Bắp chuối nó hồng nhưng mà lấy cái cây chuối bào thì nó sẽ màu trắng đục. Mời cả nhà ăn cơm. Xỉu luôn á anh, ngon quá. Ngon. Cái này nó mới ngon. Ăn nó bùi bùi. Bùi bùi á, để em thử. Mời cả nhà nha. Ăn nó bùi bùi thôi. Nó như chú luộc mà. Chú luộc sống á. Ừ.
Hình như nghe nói cá trê người người ngồi Bắc người ta ít ăn hay sao á. Ủa có đang chui về đây không? Chưa có đẹp lắm, nó chưa có chua. Chưa có chua, đúng rồi. Chua rồi, chua rồi. Ngon, ngon anh. Trời ơi, chiêu dở. Ngon ba, anh nấu ngon không? Mình nấu mà mình chiêu dở. Sao? Ngon. Ba khi ngon rồi kìa. Thôi cả nhà Thảo ăn cơm đây. Giờ này mới có 5 giờ chiều thôi mà trời nó đen tối hết rồi. Nó tối nhanh thiệt luôn á. Trời đã chết hết rồi nè. Tối nay chị nấu món gì cho cả nhà ăn vào? Nấu canh rau. Đã ghê luôn á. Xà lách son. Anh làm gì vậy anh? Thay nem lòng chim. Về lý do gió quá. Nuôi chim đúng tiền ghê luôn á. Nhà nuôi cái gì cũng đúng tiền. Cái gì luôn cũng đúng tiền. Vì đam mê mình phải ấy thôi. Trùng thủy thú quốc rồi anh nhỉ? Được hoài, nó hoài luôn. Gì nó sống bằng tuổi người luôn á thôi. Nó nhiều. Ồ chim sống được 70 năm. 70 năm luôn. Còn chim bình thường thì nó sống 30. Tối nay chị Hai nấu món chè. Chè gì chị? Chè hạt sen. Hạt sen không hả? Hạt sen, đường phèn, đậu xanh. Có lá dứa và bắp thơm. Bữa nay có khách đông nè chị nè. Luộc thêm 20 trứng nữa. 20 trứng rồi ăn. Rồi tiếp tục giá. Cô Năm đi lại cái rào chị lại. Chuyên mục ăn khuya. Lại tiếp tục ăn khuya. Trứng vịt lộn. Đây rồi. Trứng vịt lộn. Một son chè nữa. Đây. Đây. Trời ơi. Lát ăn chè ăn trứng vịt lộn. Hỏi sao không méo rồi nó. Cái này là ăn thiết thôi. Một cả luôn. Bưng ra ngoài bàn hay là mình à, bưng ra ngoài bàn. Cho cá hả? Ừ. Cho mấy anh ăn luôn. Ủa chị ra ngoài đó luôn hả? Ngoài đó có anh Kha. Ờ, nhiều lắm, đông lắm. Ủa cái lấy anh thấy ăn trứng chưa no. Và tiếp tục lại ăn chè. Chè hạt sen, đậu xanh, đường phèn. Thôi cho 4 người khách mời trước đi, còn trong nhà mình ăn sau. Đi ba mới về. Vô ăn chi. Còn ba cô cháu nè. Thôi bây giờ mình làm ba chén đi. Ba chén hả? Chén. Thôi liền rồi. Thôi liền ba chén. Chén. Ờ, chị bán. Bán thì bán chè hạt sen. 10.000 hả? 10.000 là quá rẻ luôn á, hạt sen nó mắc mà. 10.000 chén ai ăn thì ủng hộ. Hạt sen đường phèn. Bán được rồi chị. Đường phèn ăn tốt. Để ngủ. Rồi, anh ơi, xơi thôi. Hôm nay,
trước rồi nè. Ngủ nhiều chứ gì. Giờ này muốn qua ngủ rồi. Chị hạt sen đậu xanh. Bữa nay chị làm thử sữa đi chị. Sữa hạt sen đậu xanh ngon. Hình như hạt sen này cũng làm bánh được nữa. Hả? Dạ. Mời cả nhà. Hạt sen. Nãy giờ đâu có thấy con năm đâu. Nè hạt sen màu xanh này đó. Ngon. Béo béo. Nhưng mà con thấy cái tim hạt sen khô nó không có đắng mà nó tim hạt sen tươi. Đường tươi nó đắng. Ôi ơi, Thảo mới ăn xong luôn, no căng cái bụng luôn. Căng da bụng mà trùng da mắt á cả nhà. Giờ Thảo buồn ngủ á. Thôi Thảo xin phép cả nhà cho Thảo kết thúc video ở đây luôn nha. Hẹn cả nhà một video sau. Cho Thảo một like nè, một cái đăng ký nữa nha. Bye bye. Cả nhà ngủ ngon.